Nè, trời ơi là trời, biến thành chiếc xe robot chạy siêu nhanh luôn các bạn ơi. Trời ơi đã quá. Hey, đúng là skin mới của gọi là Mini World, xịn ơi là xịn luôn. Biến thành chiếc xe chạy đi đâu cũng được hết. Trời ơi mà chạy siêu nhanh luôn nha mấy bạn coi nè. Đó, ghê chưa. Siêu xịn luôn các bạn ơi. Thôi biến thành robot coi. Biến thành robot nè. Ngầu chưa mấy bạn ơi. Ôi cái skin này xịn ơi là xịn luôn á. Từ hôm qua đến giờ á, mình cứ lấy cái skin này ra, mình chạy qua chạy lại vòng cái làng Hero Team nè. Vui ơi là vui luôn. À quên nữa, bây giờ mình phải chào mấy bạn đã. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một clip mini world mới các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này nè, vẫn là cái câu nói ám ảnh ơi là ám ảnh luôn mà các bạn clip nào các bạn cũng sẽ nghe. Đó chính là các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe anh em, chỉ còn thiếu khoảng hơn 20k subscribe thôi là chúng ta sẽ đạt được 1 triệu subscribe rồi. Nếu như mà mình đạt được 1 triệu subscribe thì hôm đó mình sẽ bật livestream lên và mình sẽ ngồi chúc mừng cùng với các bạn nha. Ok, để cảm ơn các bạn luôn nha. Rồi còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video thôi nè mấy bạn ơi. Let's go. Hey, để mình về nhà mở máy tính lên chơi mini world coi, dạo này chán quá. Ủa gì vậy Sammy? Chán quá, chán như con chán buồn như cơm thuộc trường à. Trời ơi nó chán. Ủa cái gì vậy, cái gì mà bà tự nhiên bà nằm giữa sàn nhà, bà úp cái mặt xuống sàn nhà, bà lăn qua lăn lại vậy? Một tí nữa bà bị nổi mụn rồi, bà đừng có la làng nghe chưa. Kệ tôi, trời ơi tôi chán quá mà. Sao vậy, thôi đừng khóc nữa, có chuyện gì. Trời ơi, làng mình có gì chơi hết á. Trời ơi, mà nghĩ sao à, làng Hero Team mình là cái ngôi làng vui nhất thế giới luôn. Đâu ngoài đây, tôi chạy với nè. Rồi, bây giờ á, bà buồn đúng không, bà chán đúng không, thì bà đi ra ngoài cái sở thú Hero Team bà chơi đi. Sở thú ra hoài luôn á, ra mấy tỷ lần luôn á, trời ơi chán rồi, không đi đâu. Thôi ra ngoài sở thú nè, mình ra ngoài đó mình ngắm con vịt nè, ngắm con heo nè, ngắm con bò, con chó, con cừu chạy ngang qua chạy ngang lại vui lắm. Không, tôi ngắm nhiều rồi, tôi muốn cái gì đổi mới hơn rồi không. Ủa vậy hả? Chán. Vậy giờ qua bên tiệm trà sữa của Simmy uống trà sữa đi cho nó vui. Không, tôi qua bên đây tôi thích trà sữa xong tôi bị tắc mũi luôn, tin không? Thôi cũng đúng ha, uống trà sữa riết kì mập như con heo luôn các bạn coi nè. Trời ơi mập ơi là mập luôn Sammy, giờ này mập quá nha Sammy nha. Vô gì vậy? Bây giờ ra ngoài sở thú chơi cũng không chịu, uống trà sữa cũng không chịu, đi bơi cũng không chịu, hay là leo lên trên lầu nhảy xuống đi cho nó vui. Rồi đây tôi đi cho tôi chạy. Bình tĩnh, đừng, trời ơi tôi giỡn xíu rồi, bà leo cho đó bà nhảy xuống là lủng đất luôn á. Từ bình tĩnh để tôi nghĩ coi. Làm gì ta? Thôi rồi. Hay là đi cắm trại được không? Tôi chuẩn bị đi cắm trại nè, đi cắm trại với tôi không? Ý kiến hay á, trời ơi lâu chưa đi cắm trại. Ồ tôi thèm đi cắm trại lắm luôn á. Hả? Hay nha. Thiệt hả? Trời ơi, mình tính nói đại thôi, ai về đâu bả đòi đi cắm trại thiệt anh em ơi. Ok thôi được rồi, vậy đi cắm trại ha. Đúng rồi, đi cắm trại đi. Ai, thôi được rồi, định vậy thì đi. Nhưng mà khoan đã, bây giờ mình mà đi cắm trại á, là từ đây đến cái chỗ cắm trại là xa lắm, cho nên á là bà đi bộ rồi bà gãy chân luôn á. Bà hãy biến thành robot đi. Bà biến thành robot, sau đó bà biến thành chiếc xe giống như tôi nè. Đó, xong tôi với bà cùng nhau gọi là đi cắm trại đó. Hiểu không? Ha, đây, tôi biến thành robot rồi nè. Wow, trời ơi, Sammy cũng có con robot màu vàng luôn hả, ngầu vậy. Có mà, trời ơi, sao không có được. Đây, biến hình nè. Ui, biến thành chiếc xe này nè. Wow. Trời ơi, xịn vậy, cái chiếc xe nhỏ xíu luôn các bạn ơi. Trời ơi. Đâu, Sammy thử chạy coi nhanh không. Nhanh chứ con, tôi là tốc độ mà, nhìn nè. Đâu. 1, 2, 3. Ui, ngầu vãi. Thôi được rồi, chị thôi bây giờ bọn mình cùng đi cắm trại ha. Đi cắm trại. Ok, rồi để tôi biến thành chiếc xe nè. Bùm, đó rồi. Ok. Bây giờ bà chạy theo tôi nha, bọn mình cùng đi cắm trại thôi. Này, ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ cùng với Hezy là gọi là Sammy cùng nhau đi cắm trại nha anh em. Ở trong làng Hero Team cũng không có ai hết, đi cắm trại cho nó vui. Đi. Let's go. One hour later. La 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 la, đi cùng anh khắp
thế giới. Ta 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 ta. Ủa, phong, nhanh phong, lên Sam ơi. Phong. Hả gì? Cái gì lạ vậy? Ông dẫn tôi đi khám trại cho ông dẫn tôi xuống địa ngục làm gì? Trời ơi, vậy? Trời ơi, hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau cắm trại dưới địa ngục mà bà không biết hả? Ê, ông có ông thề, tôi thề luôn, ông chưa nói tôi là tôi cắm trại dưới địa ngục luôn, ông mà dẫn tôi đi cắm trại là có nghĩa là cắm trại trên mặt đất mà ta. Trời ơi, cắm trại ở trên mặt đất là quen rồi, là xưa rồi. Bây giờ á, muốn vui hơn thì chúng ta sẽ phải cắm trại bên dưới địa ngục thì nó mới vui, nó mới thử thách, bà hiểu không? Gì kỳ vậy mà tôi chưa bao giờ cắm trại dưới lòng đất à, dưới chỗ này trời nóng quá trời luôn á. Trời ơi, ở dưới này là địa ngục thì tất nhiên là phải nóng rồi. Ơ nhưng mà khoan nha, tính ra tôi với bà đều là robot nè, robot làm sao mà biết nóng được, tào lao. Ờ hả? Ôi, tào lao, đây trong đây nè, tôi có chuẩn bị đồ cho bọn mình cắm trại này, mở ra, đó, thấy không? Quá trời đồ luôn. Bây giờ bà tha hồ bà lấy đi, bà muốn lấy gì thì bà cứ lấy đi, chúng ta sẽ cùng nhau cắm trại bên dưới đây nha. Đó. Mình có chuẩn bị bàn ghế luôn nè, đó mấy bạn ơi, bạn coi nè, thấy không? Lò nướng nè, đuốc nè, bánh kem nè, đó, rồi có chuẩn bị thêm cả gọi là liều cắm trại nữa, nhiều thứ lắm mấy bạn ơi. À, tha hồ mà lấy luôn. Ok. Rồi tôi lấy đó. Trước đồ của tôi ấy nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây cái liều cắm trại nha anh em. Đó, đi cắm trại thì tất nhiên là phải cần có liều cắm trại rồi đúng không mọi người? Ok, bây giờ mình sẽ xây ra như thế này nè. Đây, cái liều cắm trại của mình thì nó sẽ có màu xanh dương nha các bạn nha. Đây, còn cái liều cắm trại của Sammy thì nó sẽ có màu xám. Bởi vì là mình thì mình thích màu xanh dương, còn Sammy thì Sammy thích màu xám mấy bạn ơi. Đó. Rồi ok. Đi cắm trại là cần phải có liều cắm trại, không thôi là trời tối là không ngủ được đâu, đúng không mấy bạn? À mà quên. Bọn mình đang ở bên dưới địa ngục mà. Trời đâu có sáng đâu mà tối trời, quên nó tiêu, quên tiêu. Bên dưới địa ngục là không có trời sáng hay trời tối nha. Nó chỉ có trời tối mà thôi, không bao giờ có trời sáng đâu. Ok. À Sam ơi, cẩn thận nha, coi chừng rơi xuống địa ngục nha bà. Trời ơi, tôi là cẩn thận nhất quả đất này ông nè, ông ơi cẩn thận. Bên đây nè, coi nè, lava không nè, cẩn thận coi chừng rơi xuống dưới á. Tôi phải lấy ngay cái hàng rào tôi đặt ra tôi che lại mới được. Không thôi tôi mà lỡ chân tôi rơi xuống cái lava cái là tôi chết luôn á. Ok. Mình phải chặn lại anh em ơi, không thôi mình rơi xuống dưới là mình chết luôn á nha. Ok, rồi. Mình sẽ xây cho xong cái liều của mình nha. Đây, xây sắp xong rồi đây. Ok, mình đã xây xong cái liều của mình rồi nè anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lên mình phá mấy cái block bị lỗi nha. Đây, phá nó ra. Ok. Rồi, đây các bạn nhìn nè, thấy chưa? Cái liều của mình là nó có hình tam giác nè, thấy không? Nhìn y hệt như là một cái kim tự tháp luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Cái này mới đúng nghĩa là cái liều cắm trại nữa các bạn. Đó thấy không? Chui vô đây, đứng ở đây ngắm cảnh. Trời cảnh đẹp quá, tàn dung nham không mà không thấy cái gì hết luôn á. Ok, để mình qua mình coi Sammy xây được đến đâu rồi. Ủa Sammy, bà xây kiểu gì bà xây nãy giờ chưa xong nữa vậy? Chậm vậy? Ông nghĩ sao vậy? Cái này tôi mới dùng rồi không? Trời ơi, tôi cứ cắm đầu này nó ra đầu kia hồi à, thấy chưa? Không biết. Trời ơi, sao nhìn mà xây khó vậy bà đưa đây. Đó bà đưa đồ đây, tôi xây cho nhanh lên. Đây. Đây. Trời ơi, cái gì chứ dăm ba mấy cái xây dựng này tôi xây được nhanh lắm. Trời ơi trời. Rồi đó, tôi xây giùm cho bà đó. Bây giờ đến cái phần gọi là trang trí hay gì bà tự xây đi nha. Ok. Nè, trả nè, trả mấy tấm ván cho bà đó. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi là chuyển qua đến phần gọi là trang trí anh em. Mình sẽ lắp cho nó bóng đèn nè. Đó, thấy không? Gắn bóng đèn vô nhìn là nó sáng sủa liền luôn á. Ờ. Ok, gắn bóng đèn vô. Trời ơi, nó đẹp gì đâu á trời. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm tủ sách vào nha. Tủ sách để làm gì? Để chúng ta có thể gọi là đọc truyện Doraemon. Mỗi lần mà chúng ta buồn bã hay gì, chúng ta không có gì đọc, chúng ta sẽ lấy truyện Doraemon cho chúng ta đọc đó. Mình thích nhất là đọc truyện Doraemon luôn á. Mấy bạn thích đọc truyện gì nhất thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Mình nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn thích đọc xin cậu bé bút chì nè, thích đọc Conan nè, chứ riêng mình thì mình thích đọc Doraemon nhất luôn á nha. Ok. 2000 years later. Nhầm, bánh kem ngon quá bạn ơi. Ôi. Phong ơi, thôi dẹp mấy bánh kem này qua đi. Trời ơi, tôi đói quá à. Đói hả, nè bánh kem nè, ăn đi. Không, ăn bánh kem đâu, tôi béo lắm rồi, bánh kem này tôi sẽ bị mập. Giờ ăn bánh kem không ăn gì, giờ bà ăn gì? Ăn thịt đi, cho tôi ăn cái gì đó đi, thịt. Trời đi. Ơi, không có thịt đâu, bên dưới địa ngục làm gì mà có thịt. Chẳng lẽ giờ tôi giết con rồng, tôi lấy thịt cho bà ăn. À, thì tôi không ăn thịt cơ. Ăn thịt hả? Trời ơi, lắm rồi. Ở dưới đây làm gì mà có thịt? À, bên dưới đây có mấy con cá nè, hay là giờ mình giết cá mình ăn được không? Trời ơi, bị không ông, tôi bị dẫn cá mà tôi bắt ông bắt tôi ăn cá sao mà tôi ăn được hả? Ê, tính ra bà mới là bị khùng quá. Bọn mình đang ở trong game mà, tự nhiên không bà bị dị ứng ở trong game luôn hả? Ăn cá trong game đâu có sao đâu, tào lao. Tôi lại quên nữa rồi. Trời ơi. Đây nè, tôi chỉ nè, bây giờ mình lấy cái cây cung đây nè, mình đứng ở đây mình ngắm cá mình bắn, hiểu không đó?
mình bắn bọn nó chết cái là bọn mình sẽ lấy được cá, phải không? Đó. Lẩm đi, lẩm đi, lẩm đi, tôi bắn cho nè, lẩm đi. Ủa trời, nguyên con cá màu vàng to đùng luôn, nguyên con cá màu vàng to đùng luôn. Ủa sao? Rồi xong chết xong đi luôn. Rồi ơi, bấm nút hồi sinh đi, bấm ôm nè. Đúng rồi, bấm cái nút tiếp tục á. Rồi ơi, bơi mà. Bà bơi bà phải né né ra chứ, bà bơi vô trong cái mũi tên của tôi luôn rồi, tôi bắn trúng là chết, ráng chịu rồi. Ok. Rồi được được nhiều không? Đưa đây, đây, được được nhiều không? Đưa đây. Được 13 con luôn. Đây, đây. Trời ơi. Rồi đây bè, tôi sẽ bỏ vô trong cái lò nướng tôi nướng cho bà ăn nha. Ok. Ừ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ cá vào bên trong nè, mình nướng lên nha anh em. Đó, nướng thật nhiều cá ừ, luôn. Ơi, phong. Hả gì? Gì? Kìa. Cái con gì tím tím đầu kia kìa. Đâu? Lạ quá ta. Ủa? Ủa cái con gì vậy? Con gì tím tím ngắt tím ngơ vậy, nó bay bay trên trời kìa. Ui, qua đây Sam, qua đây. Ui, từ tôi xem coi, để tôi biến hành chiếc xe tôi chạy là chỗ nó coi. À, con mèo hả? Hay sử dụng giống con mèo vậy? Hai cái tay vậy? Cái này mà là con mèo gì? Bà thấy trên đời này bà thấy cái con mèo nào mà có một mắt không? Con này là con gì á? Tôi nhìn lạ lạ nè. Ôi. Mèo địa ngục hay sao? Không phải con mèo, con này không phải con mèo đâu. Con này nó có một con mắt, cả con mèo đến tận hai con mắt lận mà. Nhưng mà con này nó to quá Sam ơi. Wow, con này con gì vậy ta? Không biết. Trời ơi, tôi nhìn thấy nó. Ủa mà sao nó không có quýnh chúng ta ta? Hình như con này là con hiền, nó không có hung dữ. Không biết nó có quýnh bọn mình không ta. Để tôi thử, tôi quýnh nó coi. Quýnh nó thử cái coi. Ồ, ủa cái tiếng gì ta? Ủa tiếng gì vậy? Không biết. Ê! Nữa à! Trời ơi, trời ơi, mấy bạn ơi. Thiệt luôn á, mình đi cắm trại ở bên dưới địa ngục, mình gặp cái con gì đó màu tím tím, mình thấy nó đẹp ơi là đẹp luôn, mình tưởng nó hiền, nó không quýnh bằng mình. Ai về đâu mình đập cho nó có cái thôi xong nó phát nổ luôn các bạn ơi. Mà nó nổ phải nổ bình thường nha, nó còn chọi bơm cho bọn mình bị chết luôn chứ, ghê thiệt, ghê thiệt. Cũng may bọn mình là robot đó, bọn mình mới không sao. Chứ bọn mình mà là gọi là dùng cái skin bình thường chắc bọn mình tan da nát thịt luôn rồi. Rồi ok, mình nghĩ rằng là cái video cắm trại dưới địa ngục của mình đến đây cũng đã quá là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này á thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào để đăng ký họ cho Sammy nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình phải quay trở về làng Hero Team đây. Trời ơi trời, cắm trại dưới địa ngục lần nào cũng gặp quái vật hết á. Ok rồi, biến hành chiếc xe nè. Rồi. Rồi về thôi, Sammy. Về. Bye bye mọi người nha. Yêu anh em vải nồi, tạm biệt.